cẩn ơi. Dên. Nó mất bờ à? Chu. Các bác thân mến, tôi hôm nay đang có hai con cá suối cực ngon và cực đẹp. Một con thì bé hơn, con này ta bỏ xuống nha, cầm quay con to này nha. Anh em bảo con này ăn gỏi thì cũng rất là ngon. Con này là con cá Pami, rất đẹp chưa? Ăn gỏi thì thôi, hôm nay anh ta sẽ làm thử món gỏi cá Pami nhá. Suối cái con này phải đi những cái suối vùng sâu vùng xa này thì nó sẽ có cái con này. Con này thịt nó rất là chắc vì con cá này nó là giống cá săn mồi, thịt chắc lắm, rất là chắc luôn. Đây, chi tiết tôi quay lại một lần nữa, còn tươi nguyên. Thì một lát nữa bàn giao cho đồng chí Toàn đằng sau này phụ trách cái món gỏi cá. Gia vị thì mình đi nhặt trong rừng luôn, mà tôi đang ở trong suối, trong rừng sâu luôn đấy. Đây, bàn giao để đây, chúc đồng chí Toàn sẽ phụ trách làm gỏi cá món này. Thế còn đây thì anh em đang làm nốt cái phần cá nhỏ để trông làm cá gác bếp. Trời cũng muộn muộn rồi. Mấy anh em khác đang thả lưới tí nữa còn mang về nốt để treo ở đây, mình ta sẽ gỡ luôn ở đây. Trong đêm thì thả lần nữa. Dao sắc để tí nữa mình làm món gỏi cá đây rồi các bác. Con này để gọt thái gỏi cá thì rất là phù hợp. Con fire này. Thế còn đây, quay anh đây. Ôi giật mình luôn. Lúc nãy là chúng ta có hai con, một con to, một con nhỏ. Thì bây giờ tôi đặt con dao này cạnh đây. Các bác thích ăn gỏi con nào trong cái đống này? Bây giờ như cái con to nhất vừa nãy là con này. Đây. Con này bây giờ cái con này cũng rất là to. Con này cũng to đùng luôn. Đặt con dao ra thì nhìn con dao tí hon luôn cạnh cái đống cá, cạnh con cá luôn đấy. Ui ôi, hôm nay ăn cá thì bét nhè gỏi cá. Nào bây giờ các bác chọn đi, chọn con nào. Còn mấy con này giờ đang không biết giờ tối nay sẽ làm thế nào cái này. Các bếp à, gỏi chứ ăn con thì chứ ăn hết được đâu. Nướng nhè, nướng cả một hai con nhè. Toàn cá ngon. Cái con này đẹp hơn con kia, con này nó vàng hơn này. Rồi. À, cành này, à, vẩy nó vàng hơn. Rồi. Bỏ đây đã. Ui nhiều cá luôn. Xong một miếng. Hai miếng nhỉ? Hai miếng rồi. Ô thịt con này nó đỏ nhỉ Toàn nhỉ? Đây. Nó đỏ đấy, nó đen đen đỏ đỏ nhỉ? Nó kiểu này nó nhiều tên. Cá nó già. Hay cá thịt nó ngon đấy. Thì nên mình sẽ ăn hai miếng thôi các bạn. Một con là thoải mái rồi. Ăn hai cái lườn của nó là vô tư rồi. Ở dưới này còn miếng nữa này. Thịt nó đỏ thật, giống như con cá chép trước mình câu sông Đà cái hôm câu mày câu được ấy nhỉ. Thịt nó cũng chắc. Thịt nó chắc lắm. Hơn 5 giờ chiều rồi mà trời tối rồi các bác ạ. Tôi đang phụ trách hẳn hai cái nồi nước. Bởi vì chúng tôi mang suối hai con vịt kìa đang để góc cái bao tải kìa. Thì tối nay tôi chắc ăn một con. Mình cho vào ống nướng mình lam, ăn được bao nhiêu thì ăn, còn lại để sáng mai mình ăn sáng. Bây giờ mình đang đun nước đã. Loay hoay đun được hai cái ấm nước này lên cho anh em tí nữa nó về nó làm vịt. Cái lưới cuối cùng nhấc lên xong rồi các bác ơi. Được khá nhiều đấy. Cá trắng này. Bây giờ cũng hơn 5 giờ tối rồi mà tối om luôn rồi. Để anh em nó tập trung công việc đi xong là làm cá các bếp. Còn nấu nướng ăn tối nó quan trọng nhất là cá các bếp kìa. Giờ phải làm.
con này pỉnh hay làm gì ấy đồng chí ơi? Cá sấy đấy. Cá sấy à? Hai cái ống nữa để trông nữa làm con vịt đây các bác. Thật ra con vịt này định bảo anh em bảo là nướng, nhưng mà nướng ăn mãi nó cũng chán rồi. Thứ hai nữa là mình nướng mai mình không ăn hết, tối nay mai nó khô ấy, tối nay nhiều thức ăn lắm. Nên là anh em tôi bảo là con này mình băm ra xong mình cho vào ống nứa này, mình lam lên thì mình ăn bao nhiêu thì ăn, còn lại đến mai là nó vẫn mềm, vẫn ướt. Thì sáng mai anh em ăn sáng xong đi bắt cá thì nó thoải mái hơn. Đấy, cứ làm đấy xong chút nữa mình lam. Ngoài kia Toản đang băm vịt cục cục, trong này anh Thêm vừa mới băm nứa cục cục, giờ mới đan dàn để sấy cá đây các bác này. Đan muộn, mấy lần trước đi cũng có lần đan trước không ăn thua, mình cứ phải có cá đã, mình đan nó cũng nhanh mà. Chứ tâm lý như kiểu các bác để ý xem, đi câu cá mà ai hỏi xin cá trước khi đi câu thì ghét nhất rồi. Anh em tôi đi bắt cá suối như thế mà ai hỏi xin siếc thì ghét lắm. Kiểu nó tâm lý ấy, đi câu cá hay bắt cá nó là may mắn mà, có lúc có, lúc không có. Cho đi đồng chí ơi. Hình như mình chưa bao giờ làm món vịt lam hay sao ấy nhỉ? Hôm nay là đầu tiên ăn món vịt lam. Tí nó còn lá cây sủng lum mà nhớ đi, à quên, sủng phát đi tìm về để cho vào vào cá gỏi cá ấy. Chưa có thời gian. Bận lắm, hôm nay anh em bận mà. Tôi bình thường tôi toàn chơi ấy. Thế hôm nay còn phải xuống vào nấu cơm hộ anh em. Ô thằng này có cái ấy cá này ngon thế, có palat à? Palat cá chạch đây. Cá chạch à? Chú của nó đây. Tên mày luôn à? Đúng rồi. Cái này ăn nấu canh chua, canh mình nấu canh ấy nhỉ, canh măng chua khô nhỉ? Đúng rồi. Cho vào đây. Mình tưởng à mở hộ à? Mình tưởng anh em nó nấu cá thường, hóa ra nó chơi cá xịn thế. Con này ăn thì ngon lắm. Trông tròn măng chua khô vào thì. Nói chung hôm nay toàn món ngon các bác ạ, ăn như kiểu đi ăn Tết. Ngoài này đang vất vả lắm, chưa xong đâu. Dàn sấy to tồi tướng luôn này. Vĩ đại, nắm ngủ này được luôn đấy anh Thêm à? Nắm ngủ này được luôn đấy. Ừ, to thế thì. Đây này, nhìn cái dàn sấy này ác luôn này. Một bên là anh em gá lên luôn cái tảng đá to này, chắc chắn luôn. Còn một bên thì đóng cái cọc như này. Trông cho hết cá lên đây sấy sáng mai đẹp luôn các bác ạ. Chắc chắn lắm. Trưa nay ăn cá nướng không chưa được đúng vị ngon các bạn, vì là trưa nay ăn vội vội vàng nó mưa ấy. Chỉ có xiên que nướng, kẹp que xong không cho gia vị nhiều đâu. Tối nay mới là cá ngon này. Tối nay là làm cái món cá pa bình tộp bằng chính cái con cá pa mi đấy. Mấy con nhỏ nhỏ bằng 3 ngón tay mà tôi làm pa bình tộp hết. Ngon luôn. Cái kia đang chuẩn bị cá để tí nữa làm cá các bếp. Su mà khén. Thơm lừng luôn. Cá các bếp thì vừa tẩm ướp xong rồi các bác ạ.
Anh em kia đang nấu nồi canh măng chua khô với lại con cá chạch gai, với lại nướng cái con cá pami ấy. Còn ngoài này là cái con cá pami lúc chiều anh em tôi làm để làm gỏi, giờ bắt đầu mới thái. Anh Thêm đang đi chui vào trong cái rừng chỗ kia kìa. Anh có cái ánh đèn này kìa, đây đây đây. Lấy cái lá cây rừng để về trộn với gỏi. Cái hôm đi biển mình ăn con kia thử làm trên miền núi thì ngon đấy nhỉ. Thịt nó cứng ngắc nhỉ. Hết chưa? Một bát các bạn. Thôi ăn bát thôi, gỏi mình không nên ăn quá nhiều. Ăn vừa tầm thôi, tí nó cho lá cây vào nó đầy ự dài mà. Xong. Thôi đi về. Về nhà. Xem nào, xem cái canh măng chua khô này xem nào. Ô, được rồi chứ, chưa sôi à? Đây cơ bản ở dưới đang nướng cá các bác ạ. Cá pami nướng cá con thế này thì ngon, và bình tộp 2 kẹp 3 con. Bên kia hết chưa? Thịt vịt chưa sôi à? Chưa sôi, sắp sôi rồi. Nó sôi mạnh quá rồi. Các bác thân mến, hôm nay chúng ta ăn gỏi cá suối, cái con cá pami với một cái loại lá cây mà trước giờ tôi cũng chưa từng được ăn. Trước khi tôi làm thì làm là cái lá sùng phát này, lá sùng hế này. Còn cái này thì là lá sùng chín, gọi là lá sùng chín. Xem là tôi ăn thử cái lá nó xem là cái vị của nó như thế nào. Chát chát chua chua các bạn. Chát ác ấy. Mà nó sẽ ăn xong nó có vị hơi chát chát và ngọt ngọt. Lá này. Đây, mình vẫn lấy cái lá thôi, lấy cái lá xong là mình cho vào ống mình giã. Giã xong là tí nữa nó nát vụn ra là mình trộn với cái miếng cá kìa. Dàn cá dài từ đầu này đến đầu kia như sân bóng luôn. Các bác thân mến, cơm thì chưa được ăn, bây giờ phải hoàn thành cái dàn cá này đã. Xong xuôi rồi chúng tôi nồi lửa lên đã, xong bắt đầu mới ăn uống gì thì ăn. Nhưng mà dàn cá hôm nay thì dã man luôn. Chi tiết tất cả sản phẩm cá, các bếp, thịt các bếp các bác cứ truy cập dưới đường link mô tả video hoặc truy cập onefood.com là có các bác nhé. Riêng cá suối các bếp thì theo đợt cho nên là nhiều lúc cũng phải chờ lâu một chút, một năm chỉ có một vài đợt thôi, không nhiều. Bắt đầu có lửa rồi các bác. Dàn cá bắt đầu được tắm khói, tắm hơi nóng rồi. Anh em tôi hơi đói đói, chuẩn bị ăn cơm thôi. Để một lúc mình sẽ ụp cái lá chuối lên, ra kia trộn cái gỏi cá cái xong là ăn cơm được các bác nhé. Đói phết rồi đấy. Thôi làm gỏi đi Toàn ơi. Anh em ngoài kia thì vẫn đang trong cái dàn cá. Còn trong này chúng tôi đang chuẩn bị cơm nước đây, cái lá kia giã nát rồi. Đây rồi, cho bác khén vào chưa? Chưa cho được à? Trộn lên đi. Ôi rồi ăn gỏi cá ở bờ suối. Đợt trước tôi đi săn mật ong thì là ăn gỏi cá bống, con cá bé bé đó. Hôm nay là mình ăn gỏi cá to. Lấy cái đũa nó tử tế mới đảo tí xem nào, cái đũa gì mà đều thế, cái đấy đũa cả của tao mà. Thằng này. Đây. Thế xem nào.
con ơi. Quên mất chứ. Ở đây là hết ở nằm chấm đi đi rồi. Món gỏi cá đã hoàn thiện rồi các bác. Chuẩn bị vào mâm đây. Cái hạt dổi à? Đây. Còn hạt dổi nữa. Hạt dổi đang nướng. Nướng gì vào cái ống ấy thế à? Giá hạt dổi cho vào nữa là thơm lừng các bác ạ. Hôm nay quên mất cái mù tạt. Hôm nay phải phạt ông thêm. Hôm qua tôi đã cầm ra đưa cho bảo rồi cầm đi suối mà long quang sáng đi vội quá quên mất. Được rồi. Thế nó mới thơm các bác ạ. Để cho tí hạt dổi nữa. Đảo cẩn thận không có hất phát văng xuống thì anh em ném mình xuống suối luôn đấy. Xong. Nhìn cũng rõ rãi cái lá chua này nó có cái mùi rất là đặc trưng. Chua chua thơm thơm. À, cho ra mâm đi. Các bác thân mến, bây giờ là 8 giờ kém 2 phút tối rồi. Ngoài kia thì đàn sấy cá đang sấy. Thế còn trong này là khu vực bếp ăn. Thì hôm nay thực sự luôn anh em vừa nãy sắp mâm ra vào bữa tối nay đỉnh cao thực sự luôn. Còn cái món vịt chưa bỏ ra nhá Toản nhá. Bỏ chưa? Bỏ rồi cái gì? Tôi sẽ quay chi tiết trước này. Xong là trong đó tôi sẽ ăn rất là cẩn thận. Tức là mình sẽ ăn làm sao nó miêu tả được tất cả các cái món trong cái mâm này cho các bác một cách kỹ lưỡng về mùi vị, cách ăn cái thứ là nói chung là ngon lắm. Đây, cái món đầu tiên là cái món này là món gỏi con cá Pami mà lúc chiều tôi quay con cá to á. Nãy nói mình rõ rãi giờ cũng đói các bác ạ. Cá Pami này, gỏi cá nhá. Đây, từng miếng như này. Đây là món vịt lam ống nứa. Tôi có mang con vịt đi theo mà. Đây là vịt lam ống nứa thì nó sẽ mềm. Đây tôi mới ăn có một ống thôi. Còn một ống nó vẫn đang để ở kia kìa. Thế còn tiếp tục quay vào đây. Đây là cái măng tre rừng luộc. Măng tre rừng tôi bẻ ngay sau bếp ăn này luôn. Đây chính là cái bụi tre này. Đấy, bẻ ngay đây luôn nhá. Đây là măng tre rừng luộc này. Tiếp tục. Rồi, tiếp tục. Cái này là con cá Pami nướng. Con cá to đấy các bác ạ. Đây, cá Pami nướng. Ui giời, nhìn cái miếng cá này. Nó chính là cái cùng con cá với cái con cá làm gỏi này. Cá này tôi đã bao giờ được ăn nướng của con này đâu. Này nướng là cá Pami này. Đây, món này món ác liệt luôn. Món này thực sự luôn là nó cũng khó kiếm đó các bác. Bởi vì là cái măng chua khô thì đơn giản các bác. Thì đặt hàng là mua là có ngay. Nhưng mà chúng tôi nấu với lại cái con cá chạch gai ấy. Đây, cá chạch gai to như này. Cá chạch gai thì nó rất là dai, thịt nó ngọt. Đây, con cá chạch gai. Đây, phần đuôi này. Bát này là bát canh măng chua với cá chạch gai. Cái bát này là bát cái mâm, cái vung ấy. Cái này là hoa bí xào chúng tôi mang từ nhà đi. Ở bên này thì là lại thịt vịt à. Hết chưa? Hết rồi đúng không? Chứ còn mỗi rượu nữa thôi. Bỏ rượu đi anh em ơi. Chén đây vào mâm đây. Đựng cái gì nữa? Còn món gì nữa à? À, lòng cá ở đấy. Các bác thân mến, tôi đứng ngoài quay mà vẫn chưa hết món đâu. Còn một món nữa là món lòng cá. Pệ cá đấy các bác. Thật ra đi sông đi suối này anh em đều thích ăn pệ cá. Nó hơi đắng đắng một tí. Mình chấm cơm ăn cũng rất là ngon. Hôm nay có cả cơm lam nhá. Cơm lam, cơm nếp, cơm tẻ là có đầy đủ. Cơm ngon mà Toản ơi, tối nay không có rượu rồi Toản ạ. Hả? À? Không có đâu. Đây, một chai này là chai rượu nấm ngọc cầu. Thế còn một chai nữa là rượu cây đau lưng đang để đằng sau ấy. Tí nữa hết chai này ta sẽ lấy sang cái chai kia. Anh em ngồi tập trung quanh quanh hết. Lần này chúng tôi đi, chúng tôi mang theo cả cái lót này này. Mình ngồi nó êm hơn. Chứ đi suối ngồi lê, ngồi lết đất, hòn đá này nhiều đau mà rách hết quần. Quần của tôi mấy độ cái Toản rách đúng quần hết.
rách gọi là rách đít ấy, ngắn gọn là như thế, nói lịch sự thì xin nha. Kiếm cái gì để chê xong anh em mình còn chúc nhau nhỉ. Đấy, mình phải để thế này các bác ạ, thì nó không dính vào đất, trông là mình có dơ lên mình chúc nhau nó mới không bị rơi với thức ăn. Ngon đấy, bữa cơm này thực sự là rất là ngon luôn. Tổng cộng nó có bao nhiêu món? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây, canh cá, à cái lòng cá đây. Lòng cá này anh em nó ăn lòng cá thì tí nữa mình chấm cơm, nếp ăn cũng ngon. Đấy, vẫn còn một khẩu cơm lam này. Cơm lam từ trương tôi để lại. Chấm với lại đây, cái này. Ơ, cái bát không mang cái bát hoành tráng của mình ra à? Cái bát kia không để vào mâm được đúng không? Cái bát đựng ớt đây. Cái bát kia chắc vứt đi rồi. Bát kia là cái hòn đá to các bác ạ, nó hơi vướng. Tôi để đây thôi. Nhìn cái bát, cái đồ chấm này mới ngon này các bác này, gồm có ớt này, muối này, ớt xanh, ớt chín này, hạt mắc khén tươi này, hạt mắc khén tươi đang mùa này mà, và hạt dổi. Cái này chấm thì tê tái luôn. Xong chưa anh em ơi, vào mâm đi. Kia đang xem lửa của cái giàn xây cá. Toàn làm mô me xong rồi à? Mời thần sông thần suối xong rồi chưa? Chắc trưa nay không mua mè xong lại hơi đau bụng. Trưa nay có chứ nhỉ, không mua mè à? Tấn mua mè à? Mưa đây vội. Uống đi anh em ơi. Lâu không ngồi suối, đến mùa tháng 11 thì mới được đi suối này, một năm một lần thôi. Một năm một mùa đấy chứ không phải một lần. Uống đi. Năm nay là thời tiết nó vẫn còn đang ổn các bác, tôi vẫn đang mặc quần đùi mà, chưa lạnh lắm đâu. Uống đi. Lại để lặp lại. Ôi. À, rồi bây giờ tôi sẽ xin phép là review ăn khá là kỹ lưỡng đấy. Mình sẽ làm miếng đầu tiên là món này. Ăn cái hoa bí trước đã. Là miếng hoa bí đã. Giòn. Cái cuộn nó giòn, cái nụ nó, cái bông nhụy nó mềm. Nó ngon lắm. Ăn đi. Ngọt nhỉ. Rồi bây giờ đến món tôi cũng rất là mong chờ. Đó là cái món gỏi cá pate apami. Gỏi cá suối luôn này các bác, cả suối và bát ở suối lên này. Mình hơi thiếu có tí mù tạt thì ngon, nhưng mà thôi ăn kiểu này nó sẽ đúng vị của sông của suối hơn. Chấm cái này xem nào. Ui. Đây tôi vừa mới chấm lẫn lộn cả ớt muối mắc khén thứ rồi. Thử làm miếng xem nào. Cái lá này ăn mềm nhỉ. Ngon đấy. À, tôi làm miếng nữa xong tôi sẽ tả chi tiết hơn với các bác về cái và so sánh một chút với cái loại cá suối khác làm gỏi cá nhá. Cái con cá pate này này, apami này, nó sẽ không cứng như cái con cá dầm xanh đâu. Cá dầm xanh nó cứng hơn đấy. Cá dầm xanh nó cứng hơn, và hôm nọ mà tôi ăn gỏi con cá bống nó cũng cứng hơn. Con này thì thịt nó mềm hơn, nhưng mà nó khá là ngọt, bởi vì chúng tôi cũng cho cái lá cây loại mới này, loại này tôi chưa từng ăn thử đâu, thì nó khá là ngon, nó mềm mềm, nó không cứng như con cá dập xanh đâu. Con này thì mềm hơn nhưng mà thịt nó ngọt lắm. Chú đi không à? Bố ăn gỏi này phải có tí rượu mới ngon chứ. Mà cái mới này nó tê nhỉ. Các bác thân mến, nhiều món ngon thế này, mà món nào mình muốn quay review kỹ kỹ một tí ấy,
vì nó sẽ kéo dài đến bao giờ thôi kệ nhỉ, mấy khi được bữa ngon thế này. Măng thì cũng chả có gì để review đâu, nhưng mà ăn cá rồi thì ăn miếng măng. Măng này thì ngọt đấy, bởi vì là măng mình vừa mới bẻ ở trên bụi măng, bụi tre xong ấy. Còn hôm nay tôi có cái măng tre, cũng là măng chua khô này thì mang theo này, cũng là măng tre. Ngọt thế, mềm, ngon lắm. Tôi xin phép là đứng lên một tí. À, hít hà tí cay cay. Đây anh em tôi ngồi ăn như này thôi. Và mâm mình sẽ ăn tiếp món gì các bác? Ăn thử món vịt nha. Vịt lam ống nứa. Hôm nay Toản thì cứ đòi nướng. Nướng thì ngon nhưng mà mình ăn nướng nhiều rồi mình cũng thật là cũng chán đấy. Cái thứ hai nữa là nướng thì ăn không hết thì mai ăn nó rất là khô, không ngon. Mình làm thì mình để được đến cho bông nứa mình làm thì ăn không hết thì mai nó vẫn mềm. Mà để nguyên cho bông nứa. Ô vịt làm bông nứa này mềm thật. Đây tôi còn chưa chấm đấy. Chấm thử một tí này nữa thì tê tái luôn. Các bác thân mến, cái món vịt lam ống nứa này này, nó giống như kiểu mình cho vào nồi mình hầm lên ấy, mình hầm nồi áp suất ấy, mà nó rất là mềm. Đặc biệt luôn, mình cho vào ống nứa mình lam món gì nó cũng sẽ rất là mềm các bác nhé. Chỉ thịt sóc thế, sóc mình mà cho vào ống nứa mình lam ấy, nó mềm hẳn luôn chứ nó không như kiểu mình nấu trong nồi đâu. Rất là ngon, mềm. Trẻ nhỏ ăn cái này cũng được. Ăn thức ăn nhiều quá rồi, thôi làm tí cơm đã. Xong tôi sẽ ăn cơm lam này với lại một món thực sự luôn là ăn cơm lam hoặc cơm nếp. Mà ăn với cái món đấy thì nó thực sự là nó rất rất là hợp luôn, như cậu ấy mỡ đấy. Đây, cắn miếng để đây đã. Rượu của tao, rượu. Chưa đổ đâu. Lằn này. Đây, cái món này ăn với cơm lam này thì nó mới thực sự là chuẩn chỉ này các bác này. Các bác nhìn cái miếng cá đang không nét này này, nó còn đang lấy nét cái mặt không thêm như này. Đây, món này là món cá ba bình tộp thì quay xuống này đẹp hơn đấy các bác. Đây, nó có lá cây xanh xanh này. Cái này ăn với cơm nếp thì nó chuẩn bài. Xin phép làm miếng đã. Cứng nhờ, con này cứng. Thế còn đây, anh em vừa nãy gắp tôi một miếng, gọi là con cá palat ấy. Cá palat thì hôm nay nó sẽ có một cái vấn đề là tôi ninh nó hơi lâu. Vì là cứ mải làm cái này cái nọ cái kia, tôi cứ để ở trên bếp ấy. Mình không bỏ ra ngay. Cá palat này nấu với lại cái măng chua khô. Đây, mặt này thì nó sẽ rõ hơn vì mặt kia nó có da. Mặt này là mặt chỉ có thịt thôi. Nhưng cái thịt hôm nay nó sẽ hơi mềm ấy. Nhưng mà ít măng chua khô quá anh em ạ. Cho ít măng quá, này ăn độn cá này. Mai mình còn ăn lẩu nữa cơ mà, mai bọn tôi còn ăn lẩu cá ở bờ suối mà. Cho hơi ít măng chua khô thành ra là nó mình ăn thế này là gần như toàn vị cá ấy. Cá đặc hết rồi, toàn cá mà có măng chua khô đâu. Cái này nếu mà như ở nhà thì vài miếng cá thì chỉ có một nắm măng chua tô khô phải thật to, chứ đi suối thì mình sẵn đồ mình bắt được mình ăn thôi, chứ còn ở nhà mà làm này thì là hơi lãng phí các bạn. Nó vừa tầm thôi, măng chua khô với cá nó cũng phải cân đối tỷ lệ. Này chúng tôi quá nhiều cá luôn. Đấy tôi bảo rồi mà, cái món này là nó bị nhừ quá rồi. Ăn rồi không còn cái vị dai của cái con cá chảy gai nữa. Ngon hết. Cái này hết luôn á? Không uống, hôm nay để tôi uống xong ngụm này tôi chia sẻ với các bác một chuyện này. Nếu không uống say anh em đảm bảo tối nay là, nhưng phải vẫn có người trông giàn cá đúng không? Nhưng mà không say là không được đâu. Đây này, uống một ngụm rồi nha, đứng lên tả cho các bác chỗ tối nay tôi ngủ này. Bây giờ hiện tại là không có chỗ để ngủ. Đây toàn bộ bãi đất, đá này. Là say rượu hay không say rượu là cũng nằm giống nhau hết.
là cứ nằm còng queo khu này thôi. Đấy, toàn đá với sỏi này thôi mà có gì đâu. Chúng tôi có mang theo đúng một cái bạt, bạt kìa, cái bạt dứa kìa. Nó trông nó giải ra xong là cứ thế lăn thôi, cái bãi này nó không có cát. Nên là khá là khó khăn đấy, nhưng mà kệ. Khổ một vài ngày chứ phải khổ cả đời đâu mà lo, kệ thôi. Anh em sang ly thứ hai gì à? Tôi vẫn chưa hết một ly được các bác. Nói chung là mình uống kém hơn anh em thì cứ vừa uống vừa ăn thôi. Ở rừng thì uống say thì nằm ngủ chứ không có thì không ngủ được thật. Cho chú một tí cơm vào đây để chú thử ăn cái lòng cá. Còn cái món lòng cá tôi chưa quay review cụ thể cho các bác đúng không? Món này này nó khá là đắng vì nó có cả mật cá, ruột cá, cái thứ nó đắng lắm. Nhưng mà ăn không quen là nó khó ăn, nhưng mà ăn nó quen quen đấy, nó hơi đắng đắng một tí. Nó có mật mà. Khá ngon. Và thứ hai là ruột cá. Ruột cá suối thì nó sạch vì là nó chỉ ăn rong rêu ấy, rất là sạch. Nói chung là mình ăn thử thưởng thức thì ok. Đây tôi đã chan rồi luôn. Trước tôi nhớ Toản có lần nó nướng cái cơm nếp ấy. Xong là chấm với cái này là rất ngon luôn này. Mai còn vẫn còn 3 ống nữa cả. Cái này chúng tôi cho vào ống nướng tôi lam lên mà. Đắng áp các bạn. Rất rất đắng luôn. Ăn không quen đảm bảo là ăn một cái là các bác sẽ nhè ra ngay. Nhưng mà ăn quen nhá. Giống như mật thì nó sẽ có một cái vị đắng và nó hơi ngọt hậu. Chứ không phải nó đắng ngắt như thuốc. Nó đắng không mà mình nuốt đi là nó sẽ hơi ngọt ngọt một tí. Thôi thế là chắc là cũng hết món rồi đấy các bạn. Tôi xin phép tôi ăn xong tôi phải tắt đèn đi vì tôi đang đeo cái đèn đeo đầu này, chói mắt hết anh em này. Này Toản này, thấy chưa? Anh em nó uống rượu nó cứ cúi xuống là vì thấy cái đèn của tôi đeo đầu nó chói. Và anh em phải thông cảm một tí vì là mình đang quay phim thì nó sẽ chói mắt đấy. Còn bây giờ tôi cũng xin phép tắt để ăn cơm, đã cũng khá đói đấy các bạn. Đói từ trưa đến giờ. Tự ăn từ lúc 12 giờ bây giờ là 8 rưỡi rồi, 8 giờ rồi. Cơm đi. Mình phép vào tí tôi sẽ quay lại sau. Còn đây ngoài này đây. Đàn cá sấy thì nãy có lửa lên khá đẹp. Đây. Thôi hẹn gặp các bác vào sáng mai. Tôi ăn xong là chắc là tôi cũng sẽ uống một tí rượu nữa. Xong là mình sẽ lăn ra góc nào mình ngủ thì ngủ. Ngày mai xem báo cáo tình hình có ngủ được không nhá. Chắc mình quật rượu sẽ say vào là ngủ được ấy.